Minasan konnichiwa. Đối với người Việt Nam, món thịt heo kho rượu luôn giữ một vị thế quan trọng không thể thiếu trên mâm cơm ngày Tết. Theo quan niệm của người xưa, món ăn này còn thể hiện tình cảm gia đình thuận hòa, yên vui. Món thịt heo kho rượu thường được chế biến để dùng trong các ngày Tết Nguyên Đán vì có thể làm sẵn, giữ được lâu nên tiện khi dùng. Món ăn này cũng thường được thấy trong các quán cơm tiệm bình dân vì cách dễ làm, giá thành rẻ và vô cùng thơm ngon.